làm sao đây để em mong suốt cả ngày nên buồn làm. Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài, đêm trở về em khóc thầm trong. Ngày hôm nay thì em Tâm sẽ gửi tới các bác một combo nghe nhạc rất là hay, bày biện cũng rất là đẹp và sở hữu một cái tông màu, đó là màu đen. Và cái màu sắc của cả loa cũng như cả máy gần như sinh ra để đồng điệu với nhau cho một hệ thống hoàn hảo nhất. Là sự kết hợp giữa hai thương hiệu đến từ Nhật Bản và Anh Quốc. Nhật Bản có đại diện của Marantz với dòng loa với cái dòng ampli MCR612 và Wafedan đến từ Anh Quốc với cặp loa Wafedan Diamond 12.2. Và đây cũng là một trong những hệ thống mà em rất là tâm huyết khi mà phối ghép và gửi tới các bác. Cái hệ thống nghe nhạc này thì nó sẽ phù hợp với những phòng khách chung cư này, phòng ngủ hoặc là phòng làm việc của các bác. Và với cái mức chi phí đầu tư cho ampli là 14,5 triệu và cặp loa là 8,5 triệu, tổng thể bộ dàn sẽ rơi vào mức giá 23 triệu. Các bác đã sở hữu một bộ dàn vừa có cái thẩm mỹ về thiết kế cũng như là vừa có tất cả những công nghệ kết nối để các bác có thể khai thác một cách thuận tiện nhất. Đây là một bộ dàn bãi được các bác nhá. Tại vì là chiếc ampli là thế hệ mới nhất của Marantz được em Tâm đấu giá từ bên Nhật về với hình thức xuất sắc phun thùng. Còn cặp loa là cặp Wafedan Diamond 12.2, cặp loa mới hàng chính hãng. Nói trước về cặp loa này một chút thì hiện tại em đang có về cái số lượng là 20 cặp loa Wafedan Diamond 12.2 và đang có cái mức thanh lý trong cái lô hàng đầu năm với mức giá cực tốt. Giá chính hãng đang niêm yết là 11.790.000, tuy nhiên em Tâm thanh lý cho các bác chỉ 8,5 triệu cho một cặp loa. Và trong cái số lượng loa mới về hàng thì em chỉ có duy nhất một cặp màu đen thôi, là cặp đang quay clip đây. Và em phối ghép với chiếc 612 màu đen để đưa ra một combo đồng điệu nhất. Còn những cặp còn lại thì em có màu là màu walnut pear, có nghĩa là màu gỗ đấy các bạn. Còn màu đen thì em chỉ có duy nhất thôi các bạn nhé. Vì thế cho nên bác nào quan tâm tới hệ thống này có thể liên hệ ngay. Về cái mức giá của loa là 8,5 triệu cho một cặp loa Wafedan Diamond 12.2 mới nguyên thùng, các bác tự khui si, bảo hành 12 tháng. Còn chiếc ampli này với mức giá là 14,5 triệu. Và các bác có thể nhìn thấy cái độ đẹp của cả hai thiết bị nó đồng điệu với nhau. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái lớp sơn bóng piano cho cái phần mặt trước của loa và ampli cũng như thế. Nó rất là đồng điệu luôn. Đây, các bác có thể quan sát từ trên xuống. Bộ này thì các bác bày biện ở trong không gian cực đẹp luôn. Nói chung là mãn nhãn. Cái cặp loa Bookshelf này được thiết kế rất là to các bác nhá. Được làm bằng gỗ MDF phủ veneer vân gỗ. Mặt trước thì làm bằng sơn bóng piano. Chiều cao của loa nó sẽ rơi vào khoảng 20, chiều rộng là khoảng 17cm và chiều sâu là 22cm. Rồi, đó là về phần loa. Ampli thì chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế bóng cực đẹp luôn. Và cái thiết kế của mặt sau của ampli thì chúng ta sẽ có cầu loa được thiết kế với jack bắp chuối với hai cầu loa A và B, có thể đánh được hai cặp loa khác nhau. Hoặc là các bác sẽ đánh với những cái dòng loa BY. Ví dụ như con Wafedan Diamond 12.2 này, chúng ta sẽ có hệ thống cầu loa của nó là cầu loa BY. Các bác hoàn toàn có thể tháo cái miếng kim loại nối cầu kia kìa, miếng mạ vàng đấy, để phối ghép với hai cặp loa khác nhau. Em xin lỗi các bác, hai cặp dây loa khác nhau để chơi dạng bi ampli trên chiếc ampli Marantz này. Marantz 612 thì trang bị hai cổng quang, một cổng analog in và một đường audio out. Ngoài ra có đường USB phía sau, cũng có thêm gắn sub out để các bác có thể tăng cường tiếng sub. Đây là cầu loa về bên tay trái. Về hệ thống loa thì là hàng mới nguyên thùng, không cần lăn tăn gì cả. Bass của loa đường kính 14cm, gân cao su rất là dày và chắc chắn, cho cái tiếng bass rất uy lực. Về cái kiềng của cái phần bass của loa cũng như về phần chép thì phần tweeter đấy sẽ được làm bằng viền kim loại rất là đẹp. Tép được làm bằng dạng đôm đường kính 2,5, bass đường kính 14. Nói chung là rất là tuyệt vời. Bộ này thì các bác có thể phối ghép và chơi ở trong những không gian từ 35 đến 45 mét vuông.
Về cái kết nối thì Mazang 612 sẽ đảm nhiệm tất cả các kết nối. Các bác có thể khai thác từ CD này, ổ cứng USB, hoặc là các bác có thể kết nối với Smart TV, máy tính, laptop, hoặc là các bác kết nối Bluetooth không dây, kết nối Wi-Fi và cài được app điều khiển trên điện thoại. Nói chung là đây là một trong những hệ thống nghe nhạc hoàn hảo, hoàn mỹ về cả hình thức cũng như chất âm. Mức giá 23 triệu, bác nào quan tâm tới hệ thống này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Bây giờ xin mời các bác thưởng thức trọn vẹn chất âm của hệ thống MCR612 với cặp loa Wavedan Diamond 12.2. Ba má em buồn lòng, lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây? Để em mong suốt cả ngày nên buồn làm. Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài, đêm trở về em khóc. Anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp. Tay trắng đành để buồn cho em.